cách để cắt tỉa cây trồng trong nhà. Cây trồng trong nhà có thể đem lại sắc màu và không khí trong lành cho căn phòng. Để bảo dưỡng cho cây luôn đẹp mắt, bạn nên cắt tỉa thường xuyên bằng kéo hoặc kìm tỉa cây. Bắt đầu bằng việc loại bỏ các cành lá chết và hoa tàn trên cây, sau đó cắt các cành mọc quá dài. Bạn cũng nên chăm sóc cây bằng cách bón phân và tưới nước thường xuyên để cây luôn tươi tốt. Phần 1: Loại bỏ cành lá chết và hoa tàn. Một dùng kéo sắc hoặc kìm tỉa cây. Đảm bảo kéo tỉa cây phải thật sắc vì dụng cụ cùn có thể làm tổn thương cây. Nếu thấy có đất trên kéo tỉa cây, bạn hãy ngâm kéo trong nước pha với một thìa cà phê thuốc tẩy và lau khô. Dụng cụ sạch giúp cây không nhiễm vi khuẩn hoặc các loài gây hoại khi bạn tỉa cây. Bạn có thể tìm mua kéo làm vườn hoặc kìm tỉa cây trên mạng hoặc ở các cửa hàng dụng cụ. Đeo găng tay làm vườn nếu bạn sợ cháy xước tay khi tỉa cây. 2. Tỉa cây vào đầu mùa tăng trưởng. Đối với loại cây trồng trong nhà không có hoa, hãy tỉa cây vào cuối mùa đông. Với các cây có hoa, bạn nên chờ cho đến khi chúng nở hoa trước khi tỉa. Đừng tỉa cây khi vẫn còn nụ hoa chưa nở trên cành. 3. Tỉa các cành lá chết bằng cách cắt chéo một góc 45 độ. Tìm những chiếc lá hoặc cành trên cây đã bọc màu hoặc chuyển màu nâu. Những cành lá này có thể cũng yếu ớt hoặc khô, dùng kìm tỉa cây cắt ngay bên dưới những bộ phận đã chết trên cây với một góc chéo 45 độ. Điều này sẽ đảm bảo các tán lá khỏe mạnh sẽ được bảo tồn nhiều nhất có thể. Không cắt bỏ bất cứ lá hoặc cành nào vẫn còn xanh và tươi tốt. Nếu có một tán lá lớn trên cây dường như đã chết, bạn có thể cắt toàn bộ cành cây đó, giữ nguyên cành chính và cắt bớt các cành mọc ra từ cành chính cắt chéo góc 45 độ. 4. Cắt bỏ tất cả những bông hoa đã tàn. Nếu trồng cây có hoa, bạn hãy tìm và loại bỏ các bông hoa tàn. Các hoa này có thể bọc màu, chuyển màu nâu, yếu ớt hoặc có cảm giác khô khi sờ vào. Dùng kéo tỉa cây cắt bỏ các bông hoa đã chết ngay bên dưới cuống hoa. Việc tỉa các bông hoa đã chết hoặc đang tàn trên cây sẽ kích thích cây nở hoa mới rực rỡ hơn. Phần 2. Tỉa bớt các cành mọc quá dài. 1. Tỉa bớt một nửa các cành dài nhất trên cây, dùng kéo tỉa cây cắt đi 1 phần 3 chiều dài các cành này theo góc chéo 45 độ. Nếu có chồi bên mọc ra trên cành ở gần gốc cây, bạn có thể tỉa đi một vài chồi, đừng cắt đi bất cứ mắt nào trên cây vì đây là những nụ hoa mới chưa nở. 2. Loại bỏ các cành khẳng khiu, kiểm tra cây để tìm ra cành dài bất thường, các cành này có thể lòng thòng hoặc rời rạc xà xuống ở các khu vực khác nhau trên cây, tỉa bớt 1 phần 3 chiều dài của các cành gầy, sẽ giúp cho cây mọc sum xuê và đều hơn. Dùng kim tỉa cây cắt đi 1 phần 3 chiều dài các cành gầy, chéo một góc 45 độ. 3. Ngắt bỏ các cành cây mềm. Với loại cây trồng trong nhà có cành mềm như tía tô cảnh, trầu bà và thường xuân, bạn nhớ thường xuyên ngắt cành cây, dùng ngón cái và ngón trỏ ngắt đầu cành. Ngắt bên trên các mấu trên cành tức là điểm mà lá gắn vào cây. Việc ngắt các cành cây có thể giúp giữ hình dáng sum xuê của cây và kích thích mọc chồi mới. Ngoài ra còn ngăn ngừa cây mọc các cành dài và gầy. 4. Mỗi lần tỉa bớt 10 đến 20% tán lá, đừng tỉa quá nhiều cành lá của cây vì như vậy cây có thể sẽ khó phát triển tốt. Hãy lựa chọn cành để cắt và mỗi lần chỉ loại bỏ 10 đến 20% tán lá, chờ vài tuần đến một tháng mới tiếp tục cắt tỉa. Luôn để lại một số tán lá trên cây khi cắt tỉa, nếu không chắc, bạn chỉ nên cắt tỉa đôi chút và kiểm tra lại sau vài tuần. Phần 3 bảo dưỡng cây trồng trong nhà. 1. Bón phân cho cây sau khi cắt tỉa. Dùng phân bón đa dụng hòa tan bón cho cây sau khi cắt tỉa. Hòa tan phân bón trong nước để tránh làm cháy cây, sử dụng theo hướng dẫn trên nhãn sản phẩm. 2. Lau bụi đất dính trên lá cây. Các cây có lá to thường tích tụ bụi đất trên lá bạn có thể bảo dưỡng cây trồng trong nhà bằng cách dùng rẻ hoặc miếng bọt biển ẩm để lau sạch cây. Việc làm này thường xuyên để giữ vẻ đẹp cho cây. Luôn dùng rẻ hoặc miếng bọt biển mới lau riêng từng cây để các loài gây hại không lây lan từ cây này sang cây kia. 3. Không tưới quá nhiều. Tưới nước khi cần thiết là một phần quan trọng trong việc chăm sóc cây. Những cây trồng trong nhà mỏng nhẹ sẽ cần nhiều nước hơn các cây mọng nước kiểm tra xem bạn đã cần phải tưới chưa bằng cách chọc ngón tay vào đất sâu khoảng 2,5cm. Nếu đất không ẩm thì nghĩa là cây cần nước. Quan sát các dấu hiệu tưới quá nhiều, chẳng hạn như các lá non lẫn lá già đều rụng, rễ có màu nâu và mủn dưới đáy chậu, có mốc trên hoa và lá có những mảng mềm màu nâu không phát triển. Những thứ bạn cần, kéo sắc, kìm tỉa cây, phân bón cây.